Thưa quý vị, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, triển lãm Sinh viên Việt Nam kiến tạo tương lai xây dựng đất nước, tạo ấn tượng, điểm nhấn cho đại hội khi ứng dụng nhiều kỹ thuật công nghệ số để kể về lịch sử, truyền thống của Hội sinh viên Việt Nam. Những lá đơn thư tình nguyện về Nam chiến đấu của tuổi trẻ được viết và ký tên bằng máu của những học sinh miền Nam đang làm việc tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội. Tâm thư của Ủy ban Liên kết tranh đấu sinh viên học sinh miền Tây gửi toàn thể đồng bào miền Tây đấu tranh đòi quyền sống. Lá cờ băng cảm tử và nhẫn trung thủy của nhân dân xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Tây, nay là Hà Nội, tặng thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Mỗi hiện vật trên bức tường lịch sử này đều ghi dấu những đóng góp của học sinh, sinh viên trong mỗi chặng đường lịch sử của đất nước. Lấy điểm khởi đầu từ những câu chuyện của Bác Hồ với sinh viên đến các câu chuyện đẹp, tấm gương sáng, hoạt động tiêu biểu trong các nhiệm kỳ. Các tư liệu đã khắc họa lại những công hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng của phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam. Qua đó giúp người xem hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam trong lịch sử và trong giai đoạn hiện nay. Em cảm thấy vào một cái thời kỳ mà tụi em có được rất là nhiều các cơ hội vào hội nhập về chuyển đổi số nè, thì bản thân em cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa, mình phải nỗ lực hơn nữa, phải siêng năng hơn và phải năng động hơn, phải nhanh chóng hơn trong cái công tác của mình để mà có thể tiếp nối được cái truyền thống của cha anh, và cũng như để tạo ra những cái trải nghiệm học tập và rèn luyện tốt nhất cho sinh viên của mình. Là một sinh viên tiếp nối các thế hệ đi trước thì em nghĩ là nhiệm vụ của chúng em sẽ phải là luôn luôn học tập, phát triển bản thân để có thể trong tương lai sắp tới thì sẽ cống hiến được hơn nhiều nữa cho hội và cho đất nước của mình. Đặc biệt tại triển lãm, ban tổ chức đã ứng dụng nhiều công nghệ mới giúp đại biểu không chỉ đọc mà còn có những trải nghiệm thú vị, được trực tiếp sáng tạo nội dung để trở thành một phần của triển lãm, gửi thông điệp và kỳ vọng đến đại hội.